Lần thì nào anh gặp em thế đến thì thì một hôm hai hôm ăn cái nhoằng đấy hết, anh em mình gặp nhau ăn bữa hết 5-3 triệu mà. Thôi thì mình của mình mua là mua là được, em hiểu. Mà đồ này nó là vật sống, càng chơi nó càng có tiền, không phải nó. Rồi một cái phôi vệ sinh đẹp quá. Anh em cân đối thì mua được, mua được, giá là giá mua được hợp lý. Anh toàn đọc cao lắm. Còn bình thường anh ở đây tôi biết mà. Mình có mua nó ở cái giá anh ấy đọc thì mình cũng đọc sao cho anh em đó. Được rồi, hai anh em thiện chí, đằng nào thế thì vào việc. Lên xe. Thôi nổ đi để Đỗ Sinh được xin cái bắt tay của anh. Ok rồi. Ra đây đây, ra đây. Nói chung là bên mua cũng sông xanh. Đúng rồi. Nói chung là bên mua là cũng máu rồi. Hai thằng đứng đây. Đây, đứng trước cái này. Lên đi. Nổ đi, nổ đi. Bên mua là cũng máu, ở bên bán là cũng căng. Thôi tí nữa chuyển tiền sau, cứ bây giờ lại cần chuyển tiền. Anh quý bác Hải đoán kinh thì kiểu gì cái này. Lùi xe vào đây bấm tiền giả luôn như vì gì mà bây giờ vẫn cần hỏi tài khoản. Em no cho. Không đâu, việc chụp để em no cho. Hai bên bắt tay nhau đi. Rồi, nghĩ hai bên bắt tay nhau. Chụp nhá. Rồi, Đỗ Sinh chụp về. Anh đứng dịch cái cây đó. Rồi, bắt anh em vỗ tay anh. Xin chúc mừng anh em mình vỗ tay đi. Rồi, cảm ơn anh. Chúc mừng anh Hải Kiki. Anh phải nói một chút tí nhỉ. Dạ. Anh là chủ một cái tác phẩm xanh Nam Điền gửi gắm đến cho một anh khách, là anh nói địa vừa điểm nhà vườn của anh tí. Em ở Bình Giang Hải Dương. Nói chung là lần đầu đi chơi, lần đầu để quan sát anh em. Tí là em quay lại em chở gây, em đưa đủ tiền. Cầm, cầm tạm 10 triệu đấy. Đấy, okay, rồi. Đưa đây nhé. Được. Và nhượng lại cho anh chủ ở Quảng Yên. Quảng Yên à? Quảng Yên, Quảng Ninh. À. Vâng, anh ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Lại em chở. Đây là anh chủ mới. Rồi. Anh để em chơi, em là người chơi mà. Anh em chinh phục nhá. Vâng, bây giờ tôi giới thiệu tiếp với anh em để chúng ta cùng nhau xem cái một cái đấy, các anh em đang nói là siêu phẩm tương lai, chứ bây giờ không dùng từ siêu phẩm mà cứ khiêm tốn gọi là tương lai đi. Đấy, tiếp tục chinh phục và làm đẹp hơn, rất là sần sù gai góc nhỉ. Được cái là rất già rồi, rất là già rồi. Còn thực chất là những con như này đi mua ở ngoài cái giá đấy nó cũng rất là khó mua, không đơn giản đâu. À nhưng bây giờ tôi nói được cái cốt này, mấy cái cốt này nuôi đến bao giờ mới được hai cái cốt? Đó đó, anh quý đâu vậy? Dạ? Nuôi đến bao giờ? Đó, đó, đó. Nuôi đến bao giờ mới được hai cốt? Ở thế sao lắm bắt tay đây? Hả? Để bắt tay chúc mừng. À, bắt tay chúc mừng chứ không phải là quý mua. Vâng, bắt tay chúc mừng. Tôi lại thấy ông ngoài hai ông bắt tay trước ngoài ông bắt tay, ở trong bắt tay. Hai bên đều đẹp nên cứ bắt tay thôi. Cứ bắt thôi. Bắt nhạc sĩ đi. Rồi, ok rồi. Chúc mừng cũng mừng cả ông bán lẫn cả ông mua. Tóm lại là bán là mất mà mua là được, đúng không? Tập cơ thôi nhưng mà rồi, đây là anh mua là được đây. Thế còn anh bán là mất rồi, chạy vào trong kia rồi, sướng quá tại bên kia rồi. Rất là vui nhá, trong các cái cuộc chơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.